Nếu em xa anh để tìm người mới mà em cho đó là hạnh phúc, thì em cứ đi đừng lo cho anh chỉ thấy lòng mình lạnh chút. Nơi góc phố cũ mình đã hẹn thề với nhau về chuyện tình trăm năm. Hôm nay anh lại quay về nơi đó để nhớ về em trong âm thầm. Thử hỏi trên đời có ai như anh để người mình thương ra đi không? Có rất nhiều thứ nên anh quyết định để em ra đi, anh chỉ mong em phải tự lo cho bản thân mình, vì ở nơi đó là không anh. Còn ở nơi đây anh cố gắng nhận lại từng mình vợ thật mong manh. Hạnh phúc mà anh đã từng có bây giờ phải ngó của người ta. Em đâu cảm nhận được sao trong tim của anh thế nào khi người xa. Anh phải cố diện cho thật hay để mọi người xung quanh biết anh ổn. 3 năm xa cách chưa quên được em bởi vì anh chưa khi nào ổn. Em không muốn anh làm phiền em nữa, thì như vậy cũng tốt thôi. Biết bao nhiêu thứ liên quan đến em thì giờ anh để nó trót thôi. Những gì mà em để lại nơi anh thì anh xem nó là hành trang. Còn lại bao nhiêu niềm đau ở tận trong tim thì thôi anh đành mang. Người giỏi chịu đựng tất cả vì em muốn giống như anh thì không có. Nếu em muốn biết được như thế nào thì hãy đặt mình vào trong đó, để em biết được cái sự trân trọng và vị trí nào dành cho nhau. Khi đến nơi cạnh người sao không đợi tất cả mọi chuyện phải lo âu. Người giỏi chịu đựng tất cả vì em muốn giống như anh thì không có. Nếu em muốn biết được như thế nào thì hãy đặt mình vào trong đó, để em biết được cái sự trân trọng và vị trí nào dành cho nhau. Khi đến nơi cạnh người sao không đợi tất cả mọi chuyện phải lo âu. Đôi lúc anh muốn quên đi em để cho con người anh hoàn thiện, vì do số phận ông trời không cho quên em bởi mình vẫn còn duyên. Đơn thuần là vậy nhưng anh không muốn bất cứ người nào phải nhắc lại, đó chỉ là một sai lầm ở trong tình yêu mà anh đang mắc phải. Hồi kết của luật nhân quả mà em phải nhận là một cái giá đất. Đừng thấy anh giỏi chịu đựng rồi em nghĩ trái tim anh là sắt đá. Không không em mở anh cũng biết buồn biết đau như bao người khác thôi. Anh đã ôm trọn nỗi đau trong lòng cảm nhận vì đang đến chát môi. Nếu như con thuyền mà muốn ra khơi thì cần phải có một người chèo. Hạnh phúc của anh đã đi quá xa nên anh không thể nào chạy theo. Anh không dám mở lời với ai vì điều này bây giờ như khát vọng. Sợ lắm phải gặp giống như người trước rồi họ lại làm anh thất vọng. Biết rằng cả hai đã qua mệt mỏi trên con đường tình không thành đôi, vì thế sẽ tốt cho nhau là điều tốt nhất nên anh cũng đành thôi. Biết rằng cả hai đã qua mệt mỏi trên con đường tình không thành đôi, vì thế sẽ tốt cho nhau là điều tốt nhất nên anh cũng đành thôi. Người giỏi chịu đựng tất cả vì em muốn giống như anh thì không có. Nếu em muốn biết được như thế nào thì hãy đặt mình vào trong đó, để em biết được cái sự trân trọng và vị trí nào dành cho nhau. Khi đến nơi cạnh người sao không để tất cả mọi chuyện phải lo âu. Người giỏi chịu đựng tất cả vì em muốn giống như anh thì không có. Nếu em muốn biết được như thế nào thì hãy đặt mình vào trong đó, để em biết được cái sự trân trọng và vị trí nào dành cho nhau. Khi đến nơi cạnh người sao không để tất cả mọi chuyện phải lo âu.